Sợ người khác không vừa ý khi mình nói làm không đúng ý họ, hoặc từ chối không làm theo yêu cầu của họ. Còn ở ngoài Bắc, từ bé đã được giáo dục trong môi trường cả nể xã giao, thầy ngại không dám nói thật. Xin sư chỉ cho con cách để thay đổi nhận thức. Chúng ta có ba cách cư xử. Thứ nhất là lấy mình làm trọng, tức là đó, mình thích cái gì mình làm cái đó. Một bộ phận giới trẻ bây giờ thì cư xử theo cách này, tức là họ không có khả năng chịu đựng, họ không có khả năng mềm mỏng, và họ thích cái gì thì họ theo đuổi cái đó, và họ gọi đó là đam mê, gọi đó là cái sở thích, gọi đó là tính cách, và họ chạy theo nó bất kể nó đúng hay nó sai. Thì đó là cái phương pháp gọi là lấy mình làm trọng. Cái thứ hai đó là lấy đời làm trọng. Tức là gì? Làm việc dựa theo cái nhìn của thiên hạ nói như thế nào thì mình làm như thế đó. Thiên hạ đồng ý cái gì thì mình làm cái đó, thiên hạ không đồng ý cái gì thì mình không làm cái đó. Và cái cách đó đó thì nó cũng bất kể đúng sai. Bởi vì có khi thiên hạ bảo mình làm đúng, nhưng mà cũng có khi thiên hạ bảo mình làm sai. Và hai cái cách này đó là hai cách của phàm phu mà khiến cho họ đi về những cảnh giới sa đọa, khổ cho mình, khổ cho người đời này và đời sau. Đa số, hầu hết, phần lớn những người như thế họ sẽ đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh khi họ thân hoại mạng chung. Bởi vì đó, khi họ sống theo cái kiểu mà lấy mình làm trọng và lấy đời làm trọng như vậy, họ sẽ có khuynh hướng sống ác nhiều hơn sống thiện. Chỉ có những cái người hiểu đạo, biết đạo, dù là phàm hay là thánh, nhưng mà thánh thì mình khỏi nói rồi, nhưng mà phàm ấy mà cư xử theo cái phương pháp thứ ba là được Đức Phật khen ngợi. Đó là gì? Lấy mình làm lấy pháp làm trọng, tức là mình có thích hay không nó không quan trọng, người ta có thích hay không nó không quan trọng, mình chỉ quan trọng nó có đúng với giáo pháp hay không. Đấy, khi mà nó đúng với giáo pháp ấy, thì chúng ta làm, còn nếu như nó không đúng với giáo pháp thì chúng ta không làm, dù cho cái việc chúng ta làm như vậy, cái cách chúng ta sống như vậy nó sẽ khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng, ảnh hưởng về giao tiếp, ảnh hưởng về vật chất, ảnh hưởng về địa vị, ảnh hưởng công việc, ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng sức khỏe và thậm chí ảnh hưởng tính mạng. Nhưng mà nếu như quý vị vẫn kiên trì sống theo cái cách là lấy pháp làm trọng ấy, thì quý vị sẽ đi lên đơn giản như vậy. Sư Thường Ví Von ấy, là bây giờ nó có sổ số Việt Lót, mình sẽ không biết bây giờ Việt Lót nó bây giờ bao nhiêu. Đây coi, tôi cũng không biết nữa, thôi kệ nó đi. Sư Thường Ví Von ấy, giả sử như bây giờ cái Việt Lót là trúng 100 tỷ, trúng 100 tỷ, và quý vị bằng cách nào đó quý vị biết được xổ số của ngày hôm nay, nhưng mà nó tới giờ, nó chuẩn bị tới giờ nó sổ rồi, nhưng mà quý vị đang ở cái vùng sâu vùng xa, điện thoại không có sóng thì đừng nói gì đến internet, nhưng mà từ cái chỗ đã vậy là đường nó lại khó đi, đá sỏi đó, mà sình lầy rất là khó đi và rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị biết ấy, là nếu như quý vị nỗ lực thì quý vị có thể tới kịp đến cái nơi mà quý vị có thể mua được cái tờ vé số Vietlott. Thì sư hỏi cái chuyện mà quý vị phải băng rừng lội suối, chịu đói, chịu khổ, chịu đủ thứ trên trời dưới đất hết, quý vị có chịu được hay không?
cái giả 100 tỷ, quý vị biết trước con số. Và nếu như quý vị chịu khó thì vừa kịp để mà quý vị đến được cái nơi quý vị có thể mua được, quý vị có chịu khó hay không? Ừ? Có chịu bỏ lại tất cả hay không? Tức là bỏ bỏ bà vợ, bỏ lại ông chồng ở nhà, muốn làm gì đó làm, đói kệ, con cái nó đang đói, nó đang khóc kệ, 100 tỷ trước mắt. Tại sao vậy? Nó đói nó không chết liền. Đấy, thì quý vị có chấp nhận hay không? Sư tin là đừng có dối lòng. Hầu hết chúng ta là chúng ta sẽ làm. Đấy, thì cái chuyện chúng ta sống lấy pháp làm trọng nó cũng như vậy. Cái quả báo của việc chúng ta sống lấy pháp làm trọng nó rất là lớn. Cái việc sanh thiên thì nó là chuyện đơn giản, và thậm chí chúng ta còn đi đến sự giải thoát tối thượng. Chúng ta sẽ gần hơn với các bậc thánh, chúng ta sẽ gần hơn với các bậc thiện tri thức. Đời này có thể chúng ta phải chịu khó, chịu khổ, nhưng mà đã qua cái giai đoạn đó rồi, quý vị sẽ hưởng được cái quả ngọt, quả lành nó nhiều gấp tỷ lần, nó nhiều gấp vô số lần cái giải cúng việc lớn 100 tỷ. Chẳng qua là cái thời gian chúng ta chịu thử thách nó hơi bị dài, và trong thời gian chịu thử thách đó chúng ta sẽ bị ảnh hưởng công việc, ảnh hưởng các mối quan hệ, ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng thu nhập, ảnh hưởng sức khỏe, và thậm chí có thể ảnh hưởng cả tánh mạng. Nhưng nếu như quý vị chịu suy nghĩ và so sánh với cái chuyện mà giống như là trúng cái việc lót, thì quý vị sẽ thấy là nó xứng đáng. Thành ra cái những cái sợ trước sợ sau thì quý vị sẽ hỏi, coi tự hỏi mình là mình sẽ sống lấy cái gì làm trọng. Mình sống để rồi đó mình hưởng cái quả lành hay là mình hưởng cái quả dữ? Tập đi, có thể mới ban đầu ấy quý vị làm không có được nhiều, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó có trớn. Mới giống như là một cái quý vị có tập chạy xe đạp chưa? Mới bắt đầu á, chúng ta đè ghì lên cái bidon thì nó rất là nặng, bàn đạp nó sẽ rất là nặng, và chúng ta phải đạp từ 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 từ, chúng ta lấy đà thì chúng ta mới có thể đạp nhanh được. Chứ không thể nào mà chúng ta vừa mới bắt đầu mà chúng ta có thể mà chạy nhanh, đạp nhanh được, bởi vì nó cần có trớn. Cũng vậy, cái việc của gì sống mà lấy pháp làm trọng ấy, nó cần có trớn, nó cần có thời gian. Có thể mới ban đầu quý vị làm nó chưa có được nhiều, nhưng mà kiên trì ha, kiên trì thì từ 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 từ, khi quý vị có trớn rồi đó thì quý vị sẽ sống nó thoải mái hơn. Nhưng mà như sư nói, giống như chúng việc lót, phải chấp nhận hy sinh. Còn nếu như mà mình không chấp nhận hy sinh thì coi như là mình lỡ mất một cái giải thưởng lớn. Và tin chắc rằng cho đến một cái lúc cuối cùng thì chúng ta sẽ hối hận. Ngoài ra thì nó có một vài cái phương pháp ứng xử mà chúng ta có thể áp dụng. Chứ còn không thể nào nói là mình sống lấy pháp làm trọng đấy, rồi mình sống nó quá thẳng, nó quá thẳng, nó quá thực. Và quý vị cũng nhớ một câu ấy, là nước quá trong thì không có cá, người thẳng quá thì không ai chơi. Có những việc chúng ta biết nhưng chúng ta không cần phải nói. Họ đúng, họ sai là việc của họ. Mình đúng với mình đủ rồi. Ví dụ như thấy những người họ làm những việc chướng tai gai mắt, trừ khi nó đụng chạm đến mình, đụng chạm đến tập thể, và mình có trách nhiệm mà mình phải thay đổi nó, thì mình lựa cách để mà mình nói. Còn nếu không ấy, thôi mình có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ, như thế là an ổn. Rồi ngay cả cái việc mà sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, Đức Phật khuyên ấy là để chúng ta được nhiều người yêu mến
để chúng ta có thể sống được theo cái cách của mình, để chúng ta có thể tu tập được dễ dàng. Quý vị đừng có nói tu dễ nha, quý vị sống cà chớn ấy ha, quý vị sống cà chớn à, sống ác ấy nó dễ lắm, nhưng mà khi quý vị sống thiện ấy nó sẽ có nhiều thử thách, sẽ có nhiều người ghét, sẽ có nhiều người không ưa. Nhưng mà để tránh được những cái đó thì Đức Phật đề nghị chúng ta nên thực hành cái phương pháp tâm từ. Bởi vì khi chúng ta thực hành tâm từ ấy, cái cách nhìn của chúng ta nó sẽ khác. Cái biểu hiện của chúng ta khi cư xử với người khác nó sẽ khác. Cái lời nói của chúng ta sẽ khác, cái hành động của chúng ta sẽ khác. Và mọi người ấy, khi mà nhận được cái tâm từ của mình, họ sẽ dễ thương hơn với mình và họ sẽ yêu mến mình, và cái con đường tu của mình đó, nó sẽ bớt chật vật hơn. Chứ còn nếu như quý vị không có được cái phước, không có được cái sự ảnh hưởng, không có được cái sự hỗ trợ của tâm từ, thì cái việc quý vị sống lấy pháp làm trọng, sư nói thẳng là sẽ rất là khổ. Trừ khi quý vị là cái người ở trên đầu người ta, tức là mình làm chủ, mình làm sếp, hoặc là mình còn là người có vai vế trong xã hội, thì lúc đó mình sống làm sao đó mình sống. Nhưng nếu như mình không được như vậy thì quý vị phải thực hành tâm từ, nếu không thì như sư nói, nước quá trong thì không có cá, người thẳng quá thì không ai chơi ha. Sống theo pháp mà không có sự hỗ trợ của tâm từ thì coi chừng mình sẽ càng lúc mình càng khổ. Nhưng đương nhiên nếu như mình chịu khổ được thì nó đáng giá ha.